Sau 15 năm triển khai không hiệu quả, dự án khu đô thị du lịch Cần Giờ rộng hơn 800 hecta tại thành phố Hồ Chí Minh đã có đối tác chiến lược mới, đó là tập đoàn Vingroup. Đây là thông báo vừa được phát đi của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Vingroup sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược của dự án khu đô thị du lịch Cần Giờ, trong giai đoạn đầu, Vingroup sẽ triển khai đầu tư phần diện tích 821 ha. Sau khi thực hiện xong giai đoạn 1, công ty này sẽ được xem xét đầu tư thêm 300 ha diện tích trên mặt biển. Dự kiến nhà đầu tư sẽ đưa vào quy hoạch dự án thêm các hạng mục như là bệnh viện, trường học, gắn kết khai thác các mô hình du lịch với khu di tích lịch sử chiến khu rừng sát hướng đến phát triển khu đô thị xanh bền vững. Để thúc đẩy tiến độ dự án, một tổ công tác chuyên ngành sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập trước ngày 25 tháng 6 tới để tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư. Vào cuối năm 2007, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ đã khởi động dự án Khu Đô thị Du lịch Biển Cần Giờ có tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự kiến là khoảng 8.470 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án đã không đạt tiến độ theo kế hoạch ban đầu.